chiều ngày 5 tháng 1 năm 2024, huyện Đầm Dơi long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau công nhận xã Tân Việt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, trong niềm vui phấn khởi của đảng bộ, chính quyền và người dân trên địa bàn xã. Đây là xã thứ 9 của huyện Đầm Dơi đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt. Từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân trên địa bàn xã Tân Việt nhận thấy đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, đã cùng nhau chung sức chung lòng đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn không ngừng được đổi mới, khang trang hơn, văn minh hơn và sạch đẹp hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đến nay, các hình thức tổ chức sản xuất trên địa bàn xã có bước phát triển mới, kinh tế tổ hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình như nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn, tôm kết hợp cua cá, nuôi hào, nuôi tôm kết hợp nuôi sò huyết trồng rau màu, mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu khá phấn khởi cho nông dân. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã từ năm 2012 đến nay gần 903 tỷ đồng. Trong đó ngân sách huyện hơn 74,9 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 763 tỷ đồng, chiếm 84% và doanh nghiệp đóng góp hơn 700 triệu đồng. Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu chính trong xây dựng nông thôn mới. Từ khi triển khai đề án xây dựng nông thôn mới đến nay, các hình thức tổ chức sản xuất trên địa bàn xã có bước phát triển mới. Kinh tế tổ hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn xã ngày càng phát triển. Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm tháng 7 năm 2023, mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 56,6 triệu đồng trên người. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng với những định hướng quyết sách đúng đắn phù hợp, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Việt đã huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực với quyết tâm cao để hiện thực hóa, hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2023, đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự phát triển, chuyển mình của địa phương. Đến nay, đường ấp và liên ấp theo quy hoạch đã xây dựng lộ giao thông nông thôn có chiều rộng 2,5 m, trở lên có hơn 26 km, đạt 100%. Tỷ lệ đường ngõ xóm đã xây dựng lộ giao thông nông thôn có chiều rộng 2 m và 1,5 m, có 82 km, đạt hơn 82%. Phát biểu tại buổi lễ công nhận xã Tân Việt đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt nhấn mạnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có khởi đầu nhưng không có kết thúc. Mục tiêu cuối cùng của chương trình là ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Việt càng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó chú trọng tiêu chí giao thông nông thôn, sản xuất, hộ nghèo, môi trường, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự. Huyện Đầm Dơi tập trung kiểm tra rà soát, đánh giá mức độ đã từng tiêu chí của các xã và phải đảm bảo đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên, thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã từng bước đạt được nhiều cái thành tích, từng bước đạt các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cho đến hôm nay thì chúng ta được vinh dự đón nhận cái quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Việt của chúng ta đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đây là một cái thành tích rất là ấn tượng, rất là đặc biệt. Tôi xin thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh xin trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các đồng chí và xin chúc mừng cái kết quả này. Nhân dịp này có nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi và xã Tân Việt khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác xây dựng xã Tân Việt đạt chuẩn nông thôn mới. Chúc mừng các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.